Bạn này có chia sẻ về tóc xoăn nguyên thủy thì tẩy xong nó có thẳng ra hả anh? Em muốn thẳng hơn xíu, cỡ 60 thôi vì em xoăn xù mì gói. Ồ, xoăn quá nhỉ. Thì hôm qua mình có chia sẻ một chút với anh em về cái vấn đề mà khi anh em đi uốn tóc ấy, sau đó là đi tẩy, đi nhuộm thì nó có thẳng bớt ra không? Thì câu trả lời là có. Thì đối với tóc bạn này thì nó cũng thẳng ra được một chút, nhưng mà cái một chút đấy nó không đáng kể. Chính vì thế ngược lại nó sẽ phản tác dụng. Đối với những cái tóc xoăn mà xù mì nó nhiều như này này, khi anh em đi tẩy nó sẽ bị khô, khô rất là nhiều và nó sẽ bị rối, nó bông lên. Nói chung là nó không ra một cái kiểu gì cả. Chính vì thế mà đối với những bạn tóc xoăn bông bông như thế này, anh em đừng có dại mà đi tẩy nhá. Đừng có dại mà đi tẩy. Đi tẩy là hỏng hết tóc ngay, là phải cạo chọc luôn đấy, chứ không còn cái con đường nào khác đâu. Chính vì thế mà đối với câu hỏi của bạn ấy, bạn muốn thẳng ra một xíu thôi ấy, thì bạn chỉ cần qua tiệm tóc, bạn yêu cầu thợ, bạn bảo thợ là anh ơi bây giờ em không muốn, bởi vì ở tiệm tóc ấy người ta sẽ có hai cái kiểu làm. Ví dụ như bạn chỉ muốn nó bớt bớt ra một chút thôi thì bảo người ta là duỗi, tức là người ta chỉ bôi cái thuốc ép thôi, bôi cái thuốc ép vào tóc của mình, sau đó người ta chỉ chải chải ra khoảng tầm 15 đến 20 phút gì đấy, đấy là nó là đi xả thôi, là xong, là nó bớt bớt ra thôi, nó không bị thẳng tưng. Còn nếu như bạn muốn thẳng tưng ấy thì người ta sẽ sử dụng cái máy nà bé. Cái làm máy là bé đấy, người ta sẽ kẹp vào tóc của bạn ấy, người ta sẽ là ra đấy, thì như thế thì nó sẽ thẳng tưng luôn đấy. Còn đối với bạn mà bạn chỉ muốn hơi duỗi ra một chút thôi ấy, thì bạn cứ qua tiệm bảo họ là duỗi bớt ra cho em thôi, chứ em không muốn gọi là ép thẳng đấy, em chỉ cần nói như thế với họ thôi là ok nhá. Đấy, tóc xoăn mì gói anh cũng chưa bao giờ anh nhìn thấy tóc xoăn mì gói như nào, nhưng mà anh cứ cảm tưởng là nó dạng gọi là bé 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 xoăn bé bé, là nó bông 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 đúng không đấy. Thì đừng 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 có dại mà đi tẩy nhá. Tẩy nó có thẳng ra được một chút nhưng mà không đáng kể, không đáng kể đấy, thì em cứ đi duỗi bớt nó ra, sau đó lúc đấy em thích nhuộm thì em nhuộm, còn tẩy thì anh khuyên là không nên nhé đấy. Thì anh tư vấn thế, em tham khảo nhé, cảm ơn em.